Mà anh cũng nêu rõ cái lý do ở tại sao mà anh hôm nay anh bán cái bài trâu này không? Tại vì Sao không nói đại đi, đâu có gì đâu ngẹn. thì hôm nay em có nhận lời đến ở đây thuộc về huyện Tân Trụ của tỉnh Long An, nhận lời đến đây để ghi hình và báo giá dành cho khách hàng. Ở đây có một số bò hay là trâu ở trong đây, là cái khu này lúc trước là anh có nuôi, em nghĩ là anh sẽ có nuôi ở đây, nhưng mà bây giờ nhà nước người ta thu hồi đất lại để người ta mở dự án á, nên chắc có lẽ là anh bán, nên bây giờ em vô đây thử coi như thế nào. Thì cô chú chị và các bạn, anh gom nó về một phát một hết đi. Quá trời, con chậm trâu luôn á. Ở đây là nè, ở đây anh gớt nè, bao bê nè, trời ơi, được kem đã, được kem đã ghê không. Đây thì khu này là nó nhà nước đang thu hồi đất lại để mở dự án. Bò thì nói chung là khá là đẹp, đây anh chị chúng ta xem bò đẹp lắm luôn, quá mập luôn, quá mập luôn. Không, tình trạng ăn cỏ là khỏi chê rồi nè anh chị. Đó, con này chắc cái tơ anh đang đi luồn 3B bên kia về, và đợi chút xíu coi anh báo giá như thế nào, lại em quay mấy con bò cho anh chị chúng ta xem nè. Trời, con anh gút này nó đẹp một cái lạnh lùng luôn. À, đây hai bộ mẹ con anh gút nè. Nè, mình coi anh gút nó đẻ con nè, cô chú anh chị và các bạn. Nè, mình coi anh gút đẻ con nè. Mình thấy không? Đực kem với đực ba bế lực ghê không? Nè, con của hai anh gút nè. Đây anh gút nè, siêu cộm nè. Đó, thì bà con cô bác anh chị chúng ta xác định được là mình nên mua giống bò gì để mình đẻ con rồi ha. Đây, con này rất đẹp, đầu chuỗi xương chân móng xương sóc rất là to luôn. Ở trong đây mình vô mình coi bầy trâu trong đây coi. Đó, còn một bầy trâu trong đây nữa nè. Trâu này em nghĩ là trâu lớn con nha. Hôm nay em đang có mặt tại huyện Tân Trụ của tỉnh Long An, nắng quá cô chú anh chị và các bạn ơi. Em đi quên, em quên mang theo cái nón này. Ở đây coi coi anh chủ nhà anh bán trâu gì đây. Hôm nay còn cái chuồng trâu nè. Ê, có trâu ngé nha, trâu mẹ, trâu con, trâu đực, trâu cái. Ê, thấy rồi. Ồ, trâu này trâu bự con của chú anh chị các bạn ơi, không phải trâu cam nha. À,
thấy trâu con mà vàng xương hết, biết vàng xương luôn không? Đây nguyên một bầy trâu luôn. Đã 4, 6, 8, trâu nhóc luôn, 12 con trâu hả? Trâu này vô coi coi. Ồ, con kia dàn xương hết biết dàn xương. Đợi chút xíu ơi, anh chủ nhà anh vô anh nói anh thông báo giá luôn ha. Trâu này thì xương sóc rất là to nha anh chị. Đó, một bầy trâu, một bầy bò. Là tổng cộng trong đây là có bao nhiêu mẹ con? Hai mẹ con thôi. Là con mẹ này nó đẻ nghe này nè. Là mẹ đẻ lứa đầu đây. Lứa đầu. Đó, à, mẹ hết biết con mẹ không? Con đó là vẫn đẻ hai con này với con này. Không biết sao con đó dạ là rồi. Đi nuôi về trong trước. Cái đầu bán rồi, cái con này nó hiền mà nó bự con. Sao mà lại có những cái một con mấy con này, ngé con này. Này mua sao hả? Này mua sao? Mua sao? Rồi chỉ hai ngé được rồi. À. Rồi bây giờ này anh định bán hết cái bài trâu này giá làm sao đây? Là 14 con, bao gồm có hai con ngá con này. Cho bán 100 triệu. Đâu anh? 4 con nào đó anh dẫn. Rồi con nào anh là anh chỉ giùm em ơi. Là ba con trâu đực này. Với lại con trâu đực này là 4 con này anh định bán 100 triệu. Ơi. 4 con này bán 100 triệu. Em thấy nó rẻ chứ. Trâu bự mà. Sái tích là để em coi nó có sái hông, sái hóc gì không. À. Rồi anh dẫn con trâu đực này nè, dẫn con trâu đực qua cột chung một đám bên kia luôn. Đó, đặng em dễ quay cho khách người ta dễ coi. Trâu này to, trâu to nha anh chị. Đó, bây giờ là anh quyết định là bán 4 con trâu đực này 100 triệu. Mình có bớt xới nữa không anh? Chắc không quá. Giá này tại này anh chị cũng như ví dụ nuôi học phải chim mua quá nhiều cũng lâu lâu nuôi được bầy chừng nào ra vậy thôi chứ chị cũng không có ấy được. Chắc trâu rất là to. Trâu này to lắm nha. Mình nhìn khung xương của nó so với khung xương của anh chủ nhà nè, đó 4 con trâu đực, 4 con 100 triệu. Bây giờ em sẽ để anh đọc lớn số điện thoại của mình lên đây để cho khách người ta muốn coi, người ta lại đây ta coi trực tiếp ta thương lượng. Dạ rồi, ok. Rồi bây giờ anh chị nào chúng ta có nhu cầu chúng ta coi cái bài trâu này thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em 0383777696. Bài trâu nói chung rất là to ha. To con xương sóc nè anh chị xem. Trâu này không phải là trâu nhỏ con nha. Đây không phải là trâu cam nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đó 4 con trâu đực này bây giờ anh quyết định bán 100 triệu. Không thương lượng ha. Không bớt xế gì luôn. Không có gì cũng bán vậy. Dạ. To thiệt ha. Bốn con trâu này 100 triệu. To lắm anh chị ơi, xương sóc khá là to, sái tích thì nghiêm chỉnh đúng không anh? Ôi, mấy con trâu này nó mập kìa. À, 25 triệu con. 25 triệu con thì mình nhìn thôi, mình nếu mà anh là người trong nghề anh nuôi trâu thì mình đoán thử này khoảng nhiêu một con, khoảng nhiêu thịt. Một con 200 thịt. 200 thịt thì anh nhân là bao nhiêu tiền mà anh bán giá vậy? Ai biết nhắm vậy bán nhắm để bán thôi. Nhắm bán lại. Trâu này thì 200 thì không tới 200 rồi. Ai biết đâu, nhắm mẹ chứ giờ mình cũng. Mà em thấy mức giá này khá là hợp lệ anh chị ơi. Nếu như mai có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ với số điện thoại của em ha. Trâu xương sóc rất là to. 4 con này anh quyết định bán 100 triệu thôi. Mình nghĩ 100 triệu.
25 triệu một con. Đó. Rất là to luôn nha, xương sóc nè mình coi nè. Không phải là trâu nhỏ con đâu, không phải là trâu cam nha. Vàng khung xương nè. Trâu này mình nuôi được bao lâu rồi anh? 8-9 tháng. Từ cái lúc mà anh mua tới giờ, muốn lúc mua là mua ngá đúng không? Trâu này to thiệt chứ. Dạ dạ. 4 con 100 triệu. Nói về bò thì em gành chứ trâu thì em cũng mập mờ thôi. Đó thì em quay phim để cho anh chị nào có nhu cầu mua thì người ta đến người ta thương lượng trực tiếp hoặc là ta xem trực tiếp nha. Trâu này rất là to nha anh chị. Đó, và bây giờ là đây là tổng cộng có bao nhiêu con trâu cái anh? Rồi 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 được rồi được rồi. Vậy ta coi được. Hai con cái tơ là con này với con này là cái tơ. À, con này với con này nè. Là hai con cái tơ, hai con này chắc cũng chuẩn bị lên giống rồi ha. Mà em thấy sừng nó còn ngắn quá mà. Em nghĩ nó là nghe cái con này sau này nó bự lắm nè. Giống lớn con. Dạ. Tại ổng lựa con thấy cẳng thì chân thấy cũng vàng không. Còn cái bầy trâu này là có hai con bê co, hai con trâu ngá. Với lại một mấy con trâu bự này rồi anh định quyết định bán giá nhiêu tiền? Cái con bộ mẹ con đó bán 38 triệu. Mẹ con cái đẻ lứa đầu này ha. Ừ, đó con đó. Ồ, con để mua ăn cho mọi người coi. Đây cái tờ hết biết dạng trâu rất là to con nha. Không phải là trâu nhỏ con đâu. Đây mà ai mà có đất á, đất nhiều quá. Mua cái bầy trâu này là bao lời luôn ha. Thấy rất là rẻ luôn. Đây, có con mẹ nè, con mẹ này nó bự hơn hơn mấy con trâu đực bên kia luôn nha. Cái tơ đẻ một lứa đầu tiên con của nó nè. Đây. Bây giờ bộ mẹ con này giá 38 triệu. Nghe con nghe đứng nghe con là nghe đực hay nghe cái à? Cái. Ờ, nghe con là nghe cái luôn. Ồ xương đã thiệt chứ. Nghe con ở trong. Còn con nghé nhỏ này là con của con trâu mẹ đứng mấy trong. Đó, đúng rồi. Bộ mẹ con trong này định bán giá nha. Bây giờ anh gộp lại anh bán hết một bầy nè, chứ người ta không có mua lẻ. Mua trâu này chắc có lẽ là người ta sẽ mua hết bầy trâu này chứ không mua lẻ từ con mình con nè. Ừ. Đâu đực nào đâu hai đực này với đực nhỏ vẫn à hai con đực này cũng như là cái này con đực này với con đực này với con đực kia là 45 triệu. Cái này chị bán cái giá là út biết này chắc cũng như là hồi đó chị mua luôn đó, mua con giá cao à. Tại như vậy là chị sợ chị bán chung trời chứ đâu thấy bóng lừng nữa nè chứ đâu phải ngấy đâu. Dạ rồi ok em thấy rồi em cũng ghi nhận trâu rất là to con. Bán giá này thì nói chung là à, con đang đi quay phim ở Long An rồi chú ơi, có gì con về con gọi lại. Rất là to luôn. Còn con cái này anh quyết định bán sao đây, 20 triệu rồi hả? Hai cái tơ này là mỗi con 20 triệu. Trâu rất là to ha. 4 con trâu đực, ba con trâu đực lứa này, ba con trâu đực nhỏ này, này với con này, với con kia chạy đâu à? Với nó chạy trong đây nè, nó nè, hai con này với con này, với lại cái con này là mỗi con 15 triệu, con bên kia con cái bên kia 15 triệu nữa hả? Cái bên kia em thấy cái giá nó không được 15 triệu đâu anh, thấy nó bé hơn mấy con đực này mà. À. Và tổng 4 con này là hồi nãy 45 với 14 là 59 triệu. 45. Ê, 69 triệu. Ờ, đâu? 45 với lại 14 đúng không? Là 59 triệu. Là 4 con, là một con cái với là 4 con đực. Để em cộng lại hết cái bài trâu này coi.
Con nghe chú ơi. Dạ, cái hoàn cảnh chú bây giờ nè, chú khoảng cỡ 10 ngày nữa tháng chú mới đi được. Có điều kiện nào tạo cho chú được không Út? À, chú phải đi sớm mới được chú ơi, tại vì ở trên kia bây giờ nó nhiều việc lắm. Rồi, bị chú đang làm cái nhà mà 10 ngày nó mới hoàn thành. Rồi, ở bên kia ta có điện cho chú chưa? Con có cho số điện thoại rồi đó. Rồi, 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 để từ từ ổng điện cho chú ha. Rồi, 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 rồi. Mấy giờ chú cho con cho chú cái số điện thoại bên kia chú. Rồi, rồi, bên kia một chút nữa người ta điện thoại cho chú à. Tại vì con bây giờ con đang công việc, con đang quay phim đấy. Dạ, chú thấy cái việc này rất là thích hợp cho chú luôn. Dạ, rồi, rồi. Để em cộng lại tổng cái bầy trâu của mình là 10. Anh nói mười mấy con anh? 4 con đực nè. Rồi cộng với 4 con lứa nè. Rồi cộng với hai bộ mẹ con là 4 nữa, là 14 con hả? 12 con hả? Cộng với hai con cái cơ là 14 con. 14 con mà ở đây có 4 con đực lớn này á thì là 100 nè. Cộng với lại 4 con cái lứa hồi nãy là 59 nè. Cộng với lại hai con cái tơ lớn này nè. Nên mình coi cái tơ mà nó bự tầm này đó cô chú anh chị và các bạn. Con này nè ha. Coi cái sừng nó mới có chút xíu thôi. Sừng rất là ngắn luôn. Nếu như mà anh chị nào mua về cái bầy trâu này là nó rất là to con nha. Mình nhìn thấy cái viên gạch xay nè. Mình thấy không? Khung xương của nó đây anh chị. Cái tơ mà xương tầm này á. Đó, mình thấy không? Rồi cộng thêm 40 triệu. Rồi cộng thêm một cặp kia 38. Rồi cộng thêm con mẹ con kia nhiêu anh? Mẹ con nhỏ này hả? Mẹ con nhỏ này 36 triệu không được rồi. Mẹ con nhỏ này nó sanh lứa thứ 3 rồi đúng không? Lứa thứ 2. Lứa thứ 2 mà con trâu này nó bé hơn con trâu kia nhiều. Cỡ 33 triệu được. Chứ giờ anh kêu mà nó con bò con trâu này nó bé hơn con kia. Bây giờ anh kêu con kia rất là lớn trâu mà giờ anh kêu giá mà nó trên là 1 triệu 2 triệu là chắc là nó không luôn. Dạ. Tổng cái đàn trâu của anh là 270 triệu. Là trâu rất là lớn con anh chị ơi. Đó anh chủ nhà đứng nè, chị chủ nhà đây cũng có, đây có mặt đây ha, đây thuộc về địa chỉ là gì chị? Ấp 5 xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Rồi bây giờ quyết định bán cái đàn trâu này là 270 triệu. Rồi là hai vợ chồng có bớt xới gì nữa không? Nếu như mà người ta mua hết bầy trâu này. Có nghĩa là muốn mua hết cái bầy trâu này mà về để về mà thả chung đàn là anh hỗ trợ 2 triệu tiền xe. Cái này chắc khó khăn ạ. Số tiền cũng khá là cao, 270 triệu. Tổng cái đàn này 14 con trâu anh chị ơi, có hai con trâu ngé nhỏ thôi, hai con trâu con này thôi, còn nhiêu là trâu lỡ, trâu lớn thôi. Anh chị thấy không? Chân móng đi đứng thì nói chung là trâu này trâu đàn mà, rất là to, rất là đẹp luôn. Ha, mập mạp. Đó, nếu như mà anh chị xem, anh qua đây đứng bên đây cho em một tấm hình cái. Đó, trâu này không phải trâu cam nha anh chị. Trâu rất là to luôn. Và cái đàn trâu này của anh là ai có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0383 777 696 nha. Đó. Và cái đàn trâu này của anh là tổng cộng có 14 con và 4 con đực trâu, 4 con đực lớn nha. 4 con đực lớn và 10 con bao gồm cái mẹ con và cái tơ chuẩn bị phối. Rồi. Thì ở đây anh có hai cái tơ này có bầu, mấy con này nó nhãn. Hai con cái tơ nào anh? Con này với con này. Hai con tơ này là có bầu rồi hả? Là chắc ăn không? Thấy nó nhảy rồi đó. Thấy nó nhảy rồi nhưng mà không biết là có bầu hay không. Mà chắc ăn là có đó cưng. À mà trâu thì nó nhảy là dính rồi. Ừ. Tại trâu nhà mình không, mình đâu thấy đi đâu mà mình dạ. Nhảy hoài. Mình dẫn đi đâu còn nãy mình thả ngoài vậy nè, cái mình thấy nó tự xử luôn. Ừ. Mình thấy nó. Rồi bây giờ anh có tâm sự gì với khán giả không? Khán giả mà nếu có anh nhìn đại vô ống kính nè, người nào mà mến nuôi trâu á như tôi vậy thì tôi hỗ trợ là nếu thỏa thuận với tôi với cho dòng Út á là tôi sẽ bớt cho thêm 1 triệu hoặc 2 triệu nữa.
Dạ rồi, ok, có nghĩa là ai có thiện chí muốn mua đàn trâu này hết bài vậy. À, thì anh có thể hỗ trợ thêm cái tùy theo cái giá cả mình thương lượng. Ừ. Em có thể dẫn khách đến đây để gặp mặt anh trực tiếp ha. Anh đọc lại kỹ cái địa chỉ đây giùm em cái. Ấp 5 xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Rồi mà anh cũng nêu rõ cái lý do tại sao mà anh hôm nay anh bán cái bài trâu này không? Tại vì sao không nói đại đi. Đâu có gì đâu ngẹn. Tại đang nuôi rồi cái bị ăn trộm bắt vậy nè, thấy buồn. Rồi em mới bán chứ thôi, chị cũng không bán nữa. À. Tại đây giờ cánh đồng đây cũng cỏ nhiều nè em, rồi cái chị cũng tính để nuôi, nhưng mà vậy cái gặp giờ chỗ này người ta quy hoạch đi hoang vu quá rồi, cái giờ mình cũng sợ nữa. Có nghĩa là bị trộm bắt. Ừ. Rồi bây giờ hai vợ chồng mới sợ. Vậy sợ nhưng giờ ở đây người ta đi hết rồi, gặp có mình mà gặp ăn trộm giờ dám vô làm vậy nữa, mình sợ quá thôi giờ mới bán. Dạ ok. Thì anh chủ nhà nói chuyện rất là ngán nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây ai có nhu cầu muốn mua bài trâu này thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em. Em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị và các bạn, cũng như là em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn đến đây để xem trâu và thương lượng lại với chủ nhà một lần nữa về cái giá cả đây. Anh cũng có thiện chí muốn bán và rất là mong sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để mua được cái bài trâu này. Rồi thì em không biết nói gì hơn thì cũng đến đây để hỗ trợ giùm cho anh một cái video. Và quý vị khán giả có được một cái video để mình xem và mình lựa chọn những con trâu, những con bò nó phù hợp với túi tiền của mình cũng như là giá cả mình cũng thể thương lượng với chủ nhà. Những hình ảnh cận cảnh về những con trâu ở đây và theo em quan sát thì chân móng đi đứng, hình ảnh của những con trâu ở đây rất đẹp và chân móng đi đứng cũng đều hoàn thiện hết, không trật lỗi gì nha cô chú anh chị và các bạn nha. Trâu thì khá là to, trâu này không phải là trâu ốm, rất là mập, rất là đẹp luôn. Và anh chị nào có thiện chí mua thì mình có thể nhấc máy lên và gọi ngay vào số điện thoại của em 0383 777 696 để có thể chốt được những cái bài trâu, những con trâu ở đây. Đó. Bán lẻ anh cũng bán, mà bán hết nguyên bầy thì càng tốt. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Thân ái kính chào. Nóng nó nghe.